các thiện nam tử ở trong định kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, đạo quả cần chứng thì chưa chứng đắc, mà tâm vốn có cũng đã mất đi. Xem cả hai bên, tiền tế hậu tế, tự cho nguy hiểm, trong tâm bỗng sanh lo buồn khôn xiết, như ngồi giường sắt, như uống thuốc độc. Tâm không muốn sống, thường cầu người khác giết hại thân mạng để sớm giải thoát. Dạng: hữu bỉ định trung chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch. Người tu hành này định lực thâm sâu một chút, trong định nhìn thấy sắc ấm đã mất, bèn hiểu rõ thọ ấm. Sở chứng dị hoạch, cố tâm dĩ vong. Cái đạo quả mà người này đáng lẽ phải chứng lại không có chứng đắc, mà cái tâm vốn có của người này cũng đã mất đi. Lịch lãm nhị tế, tự sanh gian hiểm. Tiền tế, hậu tế, anh ta đều không có. Người này cảm thấy, ồ, thật là nguy hiểm, thật là kinh khủng. Ư tâm hốt viên sanh vô tận ưu. Bèn cảm thấy cái gì cũng lo sầu phiền não. Có lo sầu thì có phiền não. Có phiền não thì như thế nào? Như tòa thiết sàn. Suốt ngày người này cứ nghĩ đến mình. Ồ, tôi đang ngồi trên giường sắt trong địa ngục. Tôi đang chịu tội trên giường sắt. À, làm sao đây? Có thân này cho nên có khổ. Như ẩm độc dược, như là uống thuốc độc, giống như sắp chết vậy. Tâm bất dục hoạt. Suốt ngày từ sáng đến tối, người này cứ nghĩ rằng chết là tốt, chết là tốt. Người Trung Quốc có một câu như thế này: một người sắp chết thì sẽ nói như thế này: chết là tốt, chết là tốt, đỡ tốn quần lại đỡ tốn áo. Người này dường như cũng có tư tưởng vậy: chết là tốt, chết là tốt. Dạng đến đây, tôi lại nói thêm cho các ông nghe: người tự sát đều có quỷ. Quỷ đó như thế nào? Quỷ đó khấu đầu đảnh lễ người này. Quỷ khấu đầu đảnh lễ nói gì? Quỷ niệm chú này, nhưng mà người muốn chết đó không nghe thấy. Chú này cũng tức là nói: bạn chết rất tốt, chết rất tốt, bạn sắp chết rồi, chết càng mau, chết càng sớm càng tốt. À, bạn chết sớm một chút thì tốt quá. Còn người muốn tự sát đó thì sao? Tuy anh ta không nghe được, nhưng tâm linh của anh ta thì thông hiểu. Vì quỷ có tha tâm thông, cho nên quỷ đã sử dụng quỷ khí của mình vào trong tâm của người này, khiến trong tâm của người này nghĩ rằng: ôi, chết là tốt. Trong tâm có thể nghe được, cho nên tin lời của quỷ. Vì thế hoặc là uống thuốc độc, hoặc là treo cổ, hoặc là nhảy sông, hoặc là nhảy cầu Kim Môn. Ồ, nên chết đi. Cầu Kim Môn có rất nhiều quỷ. Những người tới lui nơi đó, nếu dương khí thạnh thì quỷ không dám nhìn. Những người dương khí yếu, tức là không có tinh khí thần, không có dương khí, thì khi đi qua nơi đó, quỷ sẽ nói: ông chết là tốt, chết là tốt. Bèn kéo ông đi, kéo ông đến nhảy cầu Kim Môn. Cho nên những người tự sát này phần đông đều có ma quỷ ở đó kêu réo nên mới chết. Người mà sanh sự lo rầu cũng thường cầu ơn nhân linh hại kiền mệnh, tảo thủ giải thoát. Thường kêu rằng: à, ông giết tôi đi là điều tốt nhất. Ông có cách nào làm tôi chết đi, đó là điều tốt nhất, để tôi sớm được giải thoát. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân vào năm 80. Điều này tuy là có quỷ nói như vậy: chết là tốt, chết là tốt, chết rồi thì trăm việc đều xong, người này vẫn cứ nghĩ rằng chết tốt hơn sống. Người này chuyển theo cảnh giới đó, người này không có hiểu rõ, không làm chủ được. Tại sao người này muốn chết? Vì quá lo buồn, sanh lòng buồn vô hạn. May quá chết rồi thì không còn phiền phức nhiều như thế nữa, cũng không cần phải lo buồn. Người này cảm thấy sống không có ý nghĩa gì.
cho nên kêu người hại mạng để mình sớm giải thoát. Từ thành phố Tam Phiên, San Francisco, đến Du Già, thành phố Okia. Trên con đường này có rất nhiều linh hồn bị xe tông chết. Vì thế từ trước đã kêu các ông khi lái xe qua lại chỗ đó nhất định phải niệm Phật. Các ông này dường như đã quên rồi. Con đường này rất dễ phát sinh chuyện bất ngờ, tai nạn bất ngờ. Vì thế sau này các ông dù là một người, hai người, ba hoặc bốn người khi lái xe cần phải niệm Phật, cần phải chánh niệm tỉnh giác. Các ông không nên cho rằng chẳng có việc gì xảy ra mà phải cẩn thận. Lúc nào cũng đều có thể phát sanh việc bất ngờ. Đợi đến lúc phát sanh việc bất ngờ, hối hận cũng đã muộn màng. Đến lúc đó, ông không niệm Phật, lại kêu người khác niệm. Ông không niệm Phật, thì cái việc bất ngờ đó sẽ bắt ông đi. Không những là trên con đường đến thành phố Tam Phiên, San Francisco, mà bất cứ lúc nào lái xe trên đường nào, mọi người cần phải niệm Phật. Niệm Phật thì có Phật quang phổ chiếu, có thể chuyển hung thành kiết, gặp nạn biến thành lành. Chỗ đó đều có ma quỷ đang đợi chờ tìm bắt người thế thân. Ông không niệm Phật, nó sẽ bắt ông. Đây không phải là dọa các ông, cũng không phải là nói giận. Như Hồ Quả Tương, khi mở cửa xe, bốp tiền của cô ta để trên đầu xe. Vừa quay mình thì có một người giật bốp tiền của cô ta chạy đi. Cô ta nhìn thấy người cướp bốp tiền, chạy nhanh như bay, nhanh hơn quả tiễn, muốn đuổi cũng đuổi không kịp. Cô ta la lên, nói có người cướp bốp tiền của tôi rồi. Người đó vốn chạy rất xa, cách quả tương khoảng hơn 100 bước. Cô ta đuổi theo không kịp. Nhưng nghe cô ta ở phía sau la hét như vậy thì quay đầu quăng lại bóp tiền. Quả tương nhặt lên, bên trong vốn có rất nhiều tiền, vậy mà khi đếm lại còn mất một xu, cũng không bị đánh. Đó là do cô hằng ngày sám hối vạn Phật, niệm Phật cảm ứng. Tương tự, một cô nọ cũng bị người ta giật túi tiền, cô ta giật lại thì mặt bị đánh cho sưng chù dù. Vì cô ta thường nói láo, khoác lác nhiều việc. Không phải tôi phái cô ta đi, cô ta nói rằng tôi phái cô ta đi. Tôi không nói, mà cô ta nói đó là lời tôi nói. Kết cuộc nên bị đập một trận. Đây là cái gương cần phải nhớ để răn mình. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,